Hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình có một cái nhiệm vụ là đi giải cứu những bạn xe đồ chơi vừa mới bị một cái trận bão thật là lớn đã cuốn đi và lắp cát lại rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tới đó mình đào cát ra để mà mình giải cứu những bạn xe đồ chơi đó nha. Đi thôi, let's go now. Đây nè các bạn ơi, mình đã tới chỗ rồi nè. Ở đây có rất là nhiều bạn xe đồ chơi bị cát lấp đi rồi các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy cái bánh xe lú lên trên luôn chưa? Rồi vừa mới trải qua một cái trận bão rất là lớn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ làm việc nha. Mình sẽ giải cứu những bạn xe đồ chơi này thôi. Mình sẽ đào cát ra nha. Công nhận cái trận bão bữa nay lớn thiệt các bạn ơi. Đã làm những bạn xe đồ chơi bị chôn dưới cát luôn rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ giải cứu hết trơn những bạn xe đồ chơi này lên nha. Đầu tiên thì mình sẽ cào ra cát ra bớt nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ coi coi. Ui các bạn ơi, đây là một bạn xe ben nè các bạn. Một bạn xe ben khủng long nè, có ba cái sừng nè các bạn ơi. Bạn xe ben này rất là xịn luôn. Ben cát nè các bạn ơi. Thấy đã chưa? Ôi bạn xe ben này bự như thế này mà vẫn bị cát thổi bay lấp đi luôn nè các bạn. Công nhận các bạn thấy bão này mạnh ghê chưa? Ok, bây giờ mình sẽ để bạn xe ben đây nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình lên đây mình đào những bạn xe đồ chơi khác thôi. Tiếp tục là các bạn màu vàng này nha, không biết là xe gì đây. Lên đây nào. Bạn này cũng là một bạn xe cẩu múc cát nữa nè các bạn ơi. Các bạn thấy xịn chưa? Đây cũng là một bạn xe cẩu múc cát nữa nè. Xe cẩu múc cát màu vàng nha, nhưng mà chiếc xe này thì nhỏ hơn chiếc xe của mình nha các bạn ơi, chiếc xe của mình bự hơn nha. Bây giờ sẽ chạy vô đây để đậu trong đây đi nha. Đấy. Mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Chạy lên trên đây mình đào tiếp nào. Ôi các bạn này bạn gì đây? Ôi dính rất là nhiều cát trên đây luôn các bạn ơi. Các bạn này, ôi mình thấy cái gạo bút cát này các bạn ơi. Chắc là bạn này là xe cẩu bút cát hay gì nè. Ok, bây giờ mình sẽ kéo lên nha. Ôi các bạn ơi, tiếp tục là một chiếc xe cẩu bút cát nữa nè. Ai bút cát cho các bạn xem luôn. Ai mình giải cứu hai bạn xe cần cẩu múc cát giống như mình một lượt luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ thì sẽ chạy vô đi nha. Ôi mấy bạn này dính cát quá trời luôn các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ giải cứu bạn này nha. Không biết bạn này là bạn xe gì đây. Ôi chà. Cát này rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ok. Các bạn ơi, đây là một bạn xe ben nha. Các bạn thấy cát rớt vô trong tay quá trời luôn nè. Đây là một bạn xe ben nè các bạn ơi. Ben cát ra nha. Chắc là bạn xe ben này đang trên đường chở cát đi bị gió bão chôn dưới đây luôn nè các bạn ơi. Ôi bạn xe ben này nhìn cũng còn rất là mới nha. Mình sẽ để nó đi. Rồi tiếp tục mình sẽ đào cái gì đây. Cái gì mà có cái bọc ni lông nè các bạn ơi. Cái gì mà có bọc ni lông nè, mình sẽ đào lên thử coi nha. Ui các bạn ơi, nguyên một cái bọc đồ chơi luôn. Nguyên một bọc đồ chơi còn mới luôn nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ coi thử coi nha. Mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem luôn. Bọc đồ chơi này còn mới luôn nè các bạn. Xé luôn nha, xé ra cho các bạn cùng xem luôn. Đầu tiên là một chiếc xe này, xe gì đây các bạn ơi? Hình như là xe này á, là nghiêng xuống để cho xe khác chạy lên nè các bạn. Chắc dị quá nha. Ok, bây giờ tới xe khác nha. Đây là một chiếc xe gác nha các bạn. Xe này xe chở gác nè.
Wow. Còn đây cũng là một chiếc xe gác luôn rồi các bạn ơi. Xe gác màu xanh lá cây nha. Ồ, mấy chiếc này cũng có bánh bánh đà nha các bạn ơi. Có bánh đà hết trơn nha. Ồ, đây là một chiếc xe bồn nữa các bạn ơi. Xe này hình như là xe bồn hay gì nè ta. Xe bồn này có mấy cái lỗ này ngộ quá ta. Ai mình cũng không gành chiếc xe này xe gì luôn. Không biết phải chiếc xe bồn không nữa. Ai bạn nào biết các bạn bình luận cho mình biết nha. Wow. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đào những chiếc xe đồ chơi khác nha. Wow, các bạn này bạn gì mà bự dữ vậy các bạn ơi. Cái bánh xe quá trời bự luôn nè. Wow, các bạn gì rất là nặng luôn. Mình kéo lên không nổi luôn các bạn ơi. Ôi, nhém nữa là đè mình luôn rồi các bạn ơi. Chiếc xe này bự quá. Thì ra đây là một chiếc xe bồn chở xăng nha. Chiếc xe bồn chở xăng này các bạn ơi, cái nắp mở ra nè. Các bạn thấy cái chiếc xe bồn chở xăng này có bự ghê chưa? Cái bánh bự khổng lồ luôn nha các bạn. Chiếc xe chở bồn bự cỡ này mà vẫn bị bão cuốn trôi đi luôn nha. Dữ thiệt. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục nha. Bên đây hình như mình phát hiện còn một bạn xe gì đây. Ôi các bạn này bánh xe bự dữ nè các bạn ơi. Cái bánh màu đỏ nè. Ở phía trước là cái bánh màu đỏ, phía sau cái bánh màu vàng nè các bạn. Không biết xe gì đây. Bạn xe này rất là bự luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kéo lên coi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông khổng lồ luôn. Cái cát vô đầy cái chỗ mà của anh tài xế ngồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vũ cát ra nha. Hình như đè lấp anh tài xế mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Không biết anh tài xế đâu mất tiêu rồi ta. Anh tài xế trong xe mất tiêu luôn rồi. Chiếc xe trộn bê tông này còn hoạt động được nha các bạn ơi. Xe này còn rất là xịn luôn. Cái máng đổ bê tông ra nè. Ok các bạn ơi, mình sẽ để sang một bên nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào nữa nha các bạn ơi. Còn bạn nào bị thiếu sót dưới đây không nha. Mình phát hiện có chiếc xe gì đây. Một bạn xe cần cẩu nha các bạn. Đây là một bạn xe cần cẩu nè. Rất là đẹp luôn. Bạn xe cẩu như thế này cũng bị bão cuốn trôi luôn các bạn ơi. Hình như bây giờ là hết rồi nè các bạn. Công nhận bữa nay mình đã giải cứu rất là nhiều bạn xe đồ chơi luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn những bạn xe đồ chơi này đi ra để mà đi rửa nha. Mấy bạn xe này dính cát đầy người hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn đi rửa thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì những chiếc xe đồ chơi mình đã đem ra đây rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái giò xịt nước này để mà mình rửa những chiếc xe đồ chơi này nha. Bây giờ mình sẽ đổ ra nha. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Các bạn thấy có nhiều chưa? Ok thì bây giờ mình sẽ xịt mình rửa nha. Đây các bạn ơi. Xịt rửa là sạch sẽ liền nha các bạn. Mình sẽ xịt rửa những cái cát dơ này các bạn ơi. Các bạn thấy mình xịt cái là trắng tinh luôn nè các bạn ơi. Thấy ghê chưa. Xịt chiếc xe nó đi luôn rồi các bạn. Cát dơ nè các bạn ơi, để mình xịt cho các bạn xem nha. Xịt cái là trắng tinh luôn. Ok chưa các bạn ơi, đây mình xịt rửa là chiếc xe rất là đẹp luôn nè. Chiếc xe khủng long nè các bạn. Xe này xe Ben khủng long nha. Bữa nay mình tìm rất là nhiều xe đồ chơi và mình giải cứu được rất là nhiều xe nha. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.